Chào mọi người, tớ là Nguyễn Trần Trúc Mai. Tớ là Ngô Thị Ngọc Hậu. Chúng tôi đến từ chi đoàn 11B7 trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đô, thị trấn Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Hôm nay chúng tôi rất vui khi được tham gia vào cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Sau đây là phần thi của chúng tớ. Xin mời các bạn hãy cùng đón xem. Tớ biết rằng trong khoảng thời gian 3 năm cấp 3, chắc hẳn ai cũng sẽ phải suy nghĩ về tương lai. Các bạn trẻ thường băn khoăn, trăn trở hay thậm chí là mông lung trong vấn đề để tìm kiếm đam mê, sở thích và ngành nghề mà mình mong muốn để có một hành trang thật vững chắc nhất trước khi bước vào giảng đường đại học. Và trước đây, tớ cũng đã từng là một trong số họ. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid nên các hoạt động ngoại khóa cũng phần nào bị hạn chế. Điều này càng khiến cho tớ trở nên băn khoăn và lo lắng hơn nữa. Tớ chẳng biết phải lựa chọn cho mình một hướng đi như thế nào. Nhưng thật may mắn khi tớ tình cờ tìm được một cuốn sách Thay đổi bản thân mình. Cuốn sách giúp tớ hiểu rõ hơn về bản thân, từ đó có thể đưa ra được những lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời khi bản thân còn quá trẻ và chưa có một chút kinh nghiệm nào. Cuốn sách mang tên Giả như tôi biết những điều này trước khi thi đại học. Đúng như ý nghĩa câu nói nổi tiếng của Louisa May Alcott, sách hay cũng như bạn tốt, ít và được lựa chọn, chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều. Tớ thật sự cảm thấy rất may mắn khi tìm được người bạn tri kỷ là cuốn sách này. Đó như là sự lựa chọn đúng đắn của cuộc đời và cũng chính là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa tương lai đầy những thứ mới mẻ, tươi sáng đang chào đón tớ. Đây là cuốn sách nổi tiếng của tác giả Đinh Tuấn Ân. Cuốn sách không chỉ là câu chuyện chia sẻ về khoảng thời gian tác giả còn ngồi trên ghế nhà trường, mà là cả một quá trình trưởng thành, thay đổi bản thân cũng như theo đuổi đam mê của tác giả. Bằng những kinh nghiệm học tập, làm việc, Đinh Tuấn Ân đã mạnh dạn viết cuốn sách đầu tay Giả như tôi biết những điều này trước khi thi đại học. Cuốn sách đã được đông đảo các bạn trẻ đón nhận và chỉ sau 2 tháng phát hành đã bán gần hết. Hiện tại đã được tái bản lần thứ 9 với hơn 170 tranh minh họa do nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành, bao gồm 10 chương với 302 trang. Ân đã gửi gắm những nỗi niềm, tâm sự, trải nghiệm của mình với những bạn trẻ sắp thi đại học. Nghe tựa đề, có vẻ đây là một cuốn cẩm nang học tập mà đối tượng chỉ là các bạn học sinh. Thật ra thì không hẳn là vậy đâu. Cuốn sách không chỉ là câu chuyện về thời gian tác giả còn ngồi trên ghế nhà trường, mà là cả một quá trình trưởng thành, thay đổi bản thân và theo đuổi đam mê. Vậy nên, cuốn sách này sẽ đặc biệt dành cho các bạn trẻ vẫn còn đang băn khoăn, trăn trở với cuộc sống của mình và lạc lõng tìm kiếm nghề nghiệp cho tương lai. Khi bạn đọc sách, bạn sẽ phải ngạc nhiên bởi các câu chuyện vô cùng thực tế, xen lẫn với các bài học tâm đắc, chắc chắn sẽ là bài học vô cùng ý nghĩa cho các bạn trẻ. Không chỉ vậy, điều hấp dẫn tạo sự thu hút chính là sự hiện diện của các nhân vật nổi tiếng Bill Gates, Steve Jobs, Đặng Lê Nguyên Vũ. Gần gũi hơn là câu chuyện của những người xung quanh anh, bạn bè, thầy cô và đặc biệt hơn cả là câu chuyện của chính mình. Về những năm tháng dữ dội của trung học, đến dần mất phương hướng thời đại học, dần chính anh ngày càng thất vọng, lạc lối và ngột ngạt bởi lối sống của chính mình. Tuy vậy, tuổi trẻ của anh lại không cho phép điều đó. Anh chấp nhận bản thân, không ngừng học tập, đọc sách, dần nhận ra những giá trị của cuộc sống, tìm lối đi mới và sống hết mình với sức trẻ vẫn rực lửa ấy. Bạn lại sắp bắt đầu một chặng đường, vậy nó sẽ khác những năm trước như thế nào? Hay vẫn cứ như vậy, vẫn mù mịt và lặp lại vòng trời gian trước đây? Chỉ biết học, biết tận hưởng tuổi trẻ và vô tình quên đi đích đến của tương lai. Khi bạn đọc một cuốn sách này, bạn sẽ nhìn thấy bản thân mình của trước đây vẫn hoang lạc, vẫn chạy đua với thời gian mà không biết đâu là điểm dừng. Cứ ngày qua ngày vùi đầu bên sách vở, tài liệu, luận văn, chỉ cần có điểm tốt, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp. Tác giả cũng từng như vậy,
cho đến khi anh nhận ra đích đến thực sự của mình. Tuy hơi muộn màng, nhưng lại chẳng quá trễ để bắt đầu lại. Anh xây dựng lối đi riêng và theo đuổi nó. Anh tin tưởng vào chính mình, tìm kiếm đam mê và nỗ lực hết mình vì nó. Vậy thì, mục tiêu của cuộc đời bạn là gì? Bạn làm sao để đạt được nó? Có lẽ là thành công, là danh vọng, tiền tài, hay đơn giản là công việc ổn định đủ nuôi sống bản thân. Cho dù nó có là gì đi chăng nữa, điều quan trọng nhất chính là sống với đam mê, vững vàng với lối đi của mình. Sẽ thật tệ nếu hiện tại bạn còn chưa xác định được hướng đi, đặc biệt những bạn đang ở độ tuổi cấp 3. Cho dù có thế nào thì vẫn phải sống với đam mê, chính nó sẽ tạo nên điều khác biệt. Tuy vậy, thật tuyệt nếu một số bạn đã có lối đi và chính kiến riêng của mình, nhưng bạn vẫn lo lắng liệu tiếp tục được bao lâu. Khi bao nhiêu khó khăn ập đến, bạn dần mất đi sự tự tin, phấn khởi ban đầu của mình. Các virus gây bệnh nhanh chóng xâm chiếm và khiến bạn suy yếu dần. Những chương sau của sách sẽ giúp bạn trở thành những chiến binh kiên cường, mạnh mẽ nhất. Cho dù bạn có cho mình là ngốc nghếch, là vô dụng, nhưng thực chất bản thân mỗi người đều là một thiên tài. Chỉ là bạn chỉ khám phá ra bản thân mình thôi. Nhưng không sao cả, hãy đi thật xa, trải nghiệm thật nhiều, bạn sẽ nhận ra giá trị của bản thân và của cuộc sống này. Chẳng phải các nhà khoa học nổi tiếng cũng đã từng bị điểm kém, bị đuổi học, bị cho là đần độn sao? Hãy cứ là chính mình và sống hết mình với đam mê nhé. Có lẽ trước mỗi sự khởi đầu, con người ta lại có bao nhiêu mong chờ và hy vọng. Những nỗi niềm đó được gửi trọn trong năm tháng tiếp đó. Nhưng mong bạn hãy cứ hoài niệm lại xem mình làm vậy, nỗ lực như vậy vì điều gì? Mục đích sống của bạn là gì? Mình mong bạn sẽ tìm được lời giải cho bản thân mình sau khi đọc xong cuốn sách này. Với lối diễn đạt bình dị, gần gũi, giống như tôi biết những điều này trước khi thi đại học, tác giả Đinh Tuân Ân giúp cho chúng ta có được những bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá, sống động về lòng quyết tâm, về cách suy nghĩ tự chủ, sáng tạo và ít nhiều pha lẫn sự táo bạo, xuyên suốt giấy như còn cho người đọc thấy một bản lĩnh, một nghị lực đáng khâm phục của một thanh niên trẻ quyết chí làm giàu. Và bạn đã thành công vì bạn biết xác định mục tiêu đúng đắn để phấn đấu, biết xác lập kế hoạch để biến ước mơ thành hiện thực. Quyển sách này có thể được xem là kim chỉ nam cho các bạn trẻ học sinh bậc trung học phổ thông, độ tuổi bắt đầu cần có sự định hướng để chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai của bản thân. Không thể phủ nhận, hướng nghiệp là bước đi quan trọng đầu tiên giúp bạn nhanh chóng chạm tới thành công trong tương lai, từ sự nghiệp cho đến cuộc sống đời thường. Thế nhưng việc chọn đúng ngành, học đúng trường tưởng dễ mà lại khó. Việc không có chính kiến và sự lựa chọn riêng khiến học sinh gặp nhiều khó khăn trong quá trình thuyết phục phụ huynh để bản thân được thực hiện đúng nguyện vọng. Do đó, bạn cần phải làm chủ cuộc sống và phải biết chịu trách nhiệm cho những điều mình đã làm. Chọn sai ngành học, chết nửa cuộc đời, định hướng nghề trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một bước đi sai sẽ dẫn đến hậu quả khó lường như lãng phí thời gian, tiêu hao chất xám, dở dang việc học, để rồi đến cuối cùng bản thân chẳng nhận lại được bất kỳ kết quả nào. Sách là nguồn tri thức bất tận của nhân loại, là liều thuốc tinh thần khơi nguồn cảm hứng cho con người, làm cho con người có những suy nghĩ tích cực hơn. Thế nhưng giới trẻ hiện nay, mà đặc biệt là tầng lớp học sinh, thế hệ chủ nhân tương lai của cả dân tộc, lại thờ ơ và làm mai một đi thói quen đọc sách tốt đẹp này. Họ xem việc đọc sách là nỗi ám ảnh và không mấy thiện cảm. Cuộc sống càng hiện đại, chúng ta càng dễ dàng chạy theo lối sống nhẹ nhõm, yêu thích những thú vui mang tính giải trí cao, dễ dàng say chân vào thế giới ảo như game, Facebook, TikTok hơn là những cuốn sách mang tính tư duy dày cộp. Chúng ta dường như đã quên lãng đi truyền thống tốt đẹp mà Bác Hồ đã để lại. Với những sự phát triển và đổi mới hiện nay, rất nhiều trường học quan tâm và chú trọng hơn về vấn đề hướng nghiệp cho học sinh ngay từ khi còn rất sớm. Họ thường xuyên tổ chức các hoạt động, các buổi ngoại khóa hướng nghiệp, phổ cập kiến thức quan trọng cho việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai, giúp cho học sinh khám phá ra bản thân và định hướng được bản thân muốn gì, tiếp theo nên làm gì để phù hợp với chính mình. Qua video, tớ hy vọng cuốn sách này sẽ sớm đến tay tất cả mọi người. Chúc mọi người sẽ tìm được cho mình một con đường thành công mà ai cũng khao khát có được. Cảm ơn mọi người đã xem hết phần thi của chúng tớ.